thứ ba sau Chúa Nhật bốn mùa chay. Tin mừng theo Thánh Gioan. Tại Jerusalem, gần cửa chiên, có một hồ nước gọi là bếp Gia Tha. Hồ này có năm hành lang, nhiều người đau ốm, đuôi mù, què quặt bất toại nằm la liệt. Ở đó có một người đau ốm đã 38 năm. Đức Kỳ dù thấy anh ta nằm đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu, thì nói, anh có muốn khỏi bệnh không? Bệnh nhân đáp Thưa ngài, khi nước khuấy lên Không có người đem tôi xuống hồ Lúc tôi tới đó Thì đã có người khác xuống trước mất rồi Đức giê -xu bảo Anh hãy trỗi dậy Vác chõng mà đi Người ấy liền được khỏi bệnh Vác chõng mà đi được Hôm đó lại là ngày sa bát Người Do Thái mới nói Kẻ được khỏi bệnh Hôm nay là ngày sa bát anh không được phép vác trọng. Nhưng anh đáp, chính người chữa tôi khỏi bệnh đã nói với tôi, anh hãy vác chóng mà đi. Họ hỏi anh, ai là người đã bảo anh vác trọng mà đi? Nhưng người đang được khỏi bệnh không biết là ai. Quả thế, Đức Giêsu đã lánh đi vì có đám đông ở đấy. Sau đó, Đức Giêsu gặp người ấy trong đền thờ và nói, Này, anh đã được khỏi bệnh, đừng phạm tội nữa kẻo lại phải khốn hơn trước. Anh ta đi nói với người Do Thái, Đức Giêsu là người đã chữa ăn khỏi bệnh. Do đó, người Do Thái chống đối Đức Giêsu vì người hay chữa bệnh ngày sa bát Kinh thưa Cộng đoàn, tin mừng hôm nay tường thuật việc Đức Giêsu chữa lành người bị bất toại suốt 38 năm. Người bệnh luôn khao khát được chữa lành anh ta kiên trì và chờ đợi một thời gian khá dài nhưng anh không có người trợ giúp khi nước khuấy lên anh kéo lê thân xác tới hồ thì có người đã tới trước mất rồi đức giê là đấng nhân từ ngài chữa lành tất cả những bệnh hoạn tật nguyền cho mọi bệnh nhân ngài là đấng ban ơn và phục hồi thân xác cũng như linh hồn cho con người Ngài luôn chặn lòng thương xót con người khi họ gặp những khốn khó và tai ương hoạn nạn. Tại hồ Bết Gia Tha, có biết bao người qua lại, kể cả những vị lãnh đạo do Thái giáo, những người thuộc lòng Thánh Kinh và tuân giữ rất chi tiết lề luật của Thiên Chúa. Nhưng họ không nhận thấy người anh em đang cần được cảm thông và giúp đỡ. Đức Giêsu nhìn thấy và biết anh mắc bệnh đã lâu, nằm trên chõng một thời gian khá dài. Ngài chặn lòng thương và chữa lành anh ta. Sau khi chữa lành thể xác, Đức Giêsu kêu gọi người được chữa lành nghĩ đến linh hồn mình. Ngài nói với anh ta, anh đã được khỏi bệnh, đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước. Như vậy, Đức Giêsu vừa chữa lành mà ốm đau bệnh tật về mặt thể xác, ngài vừa mời gọi con người sám hối và căn tân đời sống để khỏi vào khốn đốn hơn trước mà được bình an. Từ cộng đoàn, Đức Giêsu chữa người bất toại để mời gọi con người nhìn nhận ngài là Đấng cứu độ trần gian và quyền năng của Thiên Chúa đang được thể hiện nơi ngài nhưng không ai nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô. Riêng những vị lãnh đạo do Thái giáo đang có mặt tại đó lại dựa vào việc Đức Giêsu chữa người bất tội trong ngày Sa-bát mà bắt bẻ và lên án ngày vi phạm luật nghỉ ngày Sa-bát, chứ không nhận ra sự hiện diện và tình yêu của Thiên Chúa trong cuộc đời. Ước gì người tin hữu luôn nhận ra sự hiện diện, tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa trong từng giây phút của cuộc đời để chúng ta tín thác và cậy trông vào tình yêu Thiên Chúa, đồng thời sống bác ái với mọi người. Ước gì những việc làm tốt đẹp của người tín hữu góp phần đưa mọi người chung quanh đến việc nhận biết và yêu mến Thiên Chúa hơn để tất cả nhân loại đều được ơn cứu độ.